Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Bắc Ninh. Alo, thính giả của điện từ Bắc Ninh phải không ạ? Alo, đúng rồi. Tôi muốn hỏi mấy câu như thế này. Là tôi năm nay là 75 tuổi. Nhà tôi mất năm nay là 20 mấy năm rồi. Tôi có yêu một bà hiện nay là đang 54 tuổi. Thì là cơ sở tình yêu nên lấy hay là không? Vâng. Phần thứ nhất. Phần thứ hai là các con tôi thì nó lại không nhất trí. Để các anh các chị xem có tư vấn cho tôi. Vâng, bây giờ thì hai bác có tình cảm với nhau và bác muốn rằng là đi một bước nữa đúng không ạ? Bác vẫn cứ băn khoăn không biết là ở cái tuổi của bác thì có nên đi bước nữa hay không. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ có những cái lời khuyên dành cho bác ạ. Vâng ạ. Rồi, chào anh ạ. Chào anh. Vâng. Chị nhà mình là mất bao nhiêu năm rồi anh? 23 năm rồi. 23 năm. Ngày xưa sau khi chị mất một vài năm ấy, có khi nào anh nghĩ đến chuyện mình tái hôn bước nữa không? Cái đó thì tôi cũng lúc bây giờ thì nói thật với anh là gia đình nó hơi bấn, thứ hai nữa các con thì nó chưa được hoàn thành, cháu nó chưa trưởng thành, kinh tế thì khó khăn, mình thì cũng ngại đúng không ạ? Cái cô năm mươi mấy ấy, là cô ấy hoàn cảnh thế nào cho anh? Hoàn cảnh cô ấy là gia đình nhà cô ấy thì có ba chị em. Vâng. Thì cô này là út. Vâng. Thì cô ấy không có chồng. Chưa bao giờ kết hôn ạ. Bên đông y. Vâng. Thế bà ấy vẫn cứ đi cắt thuốc, bà ấy lên bên này là thế là gặp nhau. Vâng. Hai đứa tâm sự. Vâng. Thế là gặp nhau thì tôi bảo cái tình cảm gì, cứ đi lại cho nó có cái tình cảm cho nó đỡ phải thiệt thòi. Vâng. Thế tôi bảo thế cái này thì thế em mới ăn được. Nhưng mà mấy đến anh, từ mấy anh thì anh sẽ trả thịt cầu với em. Vâng. Thì bà ấy nhất trí. Còn về để nói với con cái thì chúng nó cứ thôi cái này thì tùy bố, nhưng mà con bây giờ thì con không, chúng con muốn là để bố được hưởng thọ tuổi già lâu dài. Vâng. Thì con cứ yêu cầu con là bố cứ đi cho nó thoải mái, thì còn để lấy là không lấy. Đấy. Tôi hiểu rồi ạ. Tôi cứ hỏi thật thế này nhé. Vâng. Sức khỏe anh tốt không? Tôi thì bệnh tật không có gì. Vâng, bệnh tật không có gì. Thôi thì cái chuyện kia mình có còn duy trì được chút nào không anh? Thì mình vẫn được không anh? Dạ vâng. Này anh thì tiềm năng kinh tế nào, có mấy mảnh vườn, mảnh đất, rồi cái nhà, cái cửa, rồi việc chia chác cho con, cho cái, đã làm cái gì chưa? Tôi thì chỉ là một thằng con trai thôi anh ạ. Vâng. Nhưng mà nhà bây giờ là ba khẩu đất. Bởi vì thế này này, anh thì đầy đủ. Và anh em mình thì cũng lớn tuổi rồi, cho nên là mình cũng phải nhìn thẳng sự thật thế này này. Các con nó chả muốn giữ mình làm gì đâu. Thế nhưng nó rất là sợ là mình đi bước nữa. Nó có hai việc. Thứ nhất nó cho rằng là thôi bố 75 rồi, bây giờ thì thích ăn gì thì ăn, thích chơi đâu thì đi cho nó thoải mái. Chứ lấy vợ vào rồi được ba bữa là lại suy sụp tinh thần, nó cứ nghĩ mình như chúng nó ấy. Tức là lấy vợ vào là quần quật xong rồi, rồi nó sức khỏe mình, nếu mình có thì mình cũng biết chừng biết mực đúng không? Mình đâu có phải là thanh niên dại dột gì để mà mình làm ra sức đến mức độ mà kiệt sức. Đấy, thì thứ nhất là các con nó hay nghĩ đến là bố như thế. Cái việc thứ hai hết sức tế nhị, đó là vấn đề tài chính kinh tế. Nói thế chứ anh thì có một mình anh, cậu con trai đúng không, nhà lại có ba xào đất, lại có cái nhà. Thế thì thôi thì dù muốn hay không, mai kia một mai mình về già, tất cả là của con. Nhưng bây giờ ví dụ như bố lại đi lấy thì một cái cô năm mấy, hơn nhau những hai mươi mấy tuổi chắc chắn. Thôi thì đến lúc mà mình 80, tám mấy thì trời cho sống giỏi đến 90, 100, nhưng chắc chắn là trước cô ấy. Thế tự nhiên nó lại phải nuôi một cái bà mẹ kế. Thế xong rồi lại còn tài sản nữa chứ. Bởi vì đã là vợ chồng ấy thì chồng mất thì tài sản, vợ là người được đứng hàng thừa kế rất là sát. Cái nhà thì bà cũng phải có một phần, mảnh đất thì bà cũng có một phần, tự nhiên nó lằng nhằng ra. Thế cho nên bây giờ thì thế này, mình cũng phải hiểu con cái. Thật ra nó cũng không ích kỷ, nó không có ác độc gì đâu. Nhưng mà mình nếu mình đã xác định với cái cô ấy là đi với nhau, ở đây là mình gắn bó tuổi già, thế rồi cũng phải cho cô một cái danh phận chứ. Không phải giống như là cậu con trai nói là bố thích đi thì bố cứ đi đi, nhưng mà lấy thì không lấy. Tức là
nó xui mình là cứ đi cặp nhưng mà không lấy vợ, thế thì nghe nó vô trách nhiệm quá. Đây cũng là một người phụ nữ, người ta cũng phải rất là tình cảm, người ta mới thiết tha gắn bó với anh chứ hơn nhau những 20 tuổi. Nếu mà cô mà chỉ nghĩ đến chuyện trai gái mà cô ấy thừa sức đi với cái ông 60 như tôi, vâng, chứ không phải là một ông lớn tuổi, đúng không? Thế thì nói mình làm, vâng, mình làm rõ đi đoạn này này. Dạ. Tôi thì cũng là số người thật, nhưng mà nếu phải để nói năng và để tán thì nó là cô đảo không được. Đấy, thế cho nên anh 75 rồi mà anh còn tán được chứ nhiều đứa. Thằng cháu tôi 30 mấy rồi chưa có người yêu. Thôi nói vui thế, nhưng mà mình thứ nhất là mình hiểu con, thứ hai mình xác định là mình nếu mình muốn tiến tới thì cũng tiến tới một cách đàng hoàng, chứ không phải coi cô ấy là một cái chỗ mà chỉ để chơi bời. Thế còn thì để trước khi mình tiến hành một cái việc là kết hôn vợ chồng cho nó đường đường chính chính ấy, đất đá cá, nhà cửa, tiền bạc của cải ấy, anh làm cho nó thật rõ đi. Đấy, bố bây giờ thì bố sẽ muốn cưới cô ấy, thôi thì con nuôi cha không bằng bà nuôi ông, sau này các con đỡ đi một phần, thay vì là bố mà nằm viện thì toàn các con trông, bây giờ có bà ấy trông, thỉnh thoảng chúng mày mới vào đỡ, đấy thì chúng mày đỡ vất vả. Thế nhưng mà đấy, nhà có 3 sào đất ấy, thì 2,5 sào là cho chúng mày, còn ít nhất thì cũng có 50 mét hay 100 mét này thì tạo làm cho cô cái nhà, rồi sau này còn sống thì tao ở, mất đi thì cô ấy ở, ví dụ như vậy thì nó chọn nghĩa, nó lại vẹn cả tình, nó lại đúng cả pháp luật nữa thì chắc chẳng ai cấm anh nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện tới chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Thanh Hóa. Alo. Tôi đang nghe đây ạ. Tôi là có chút băn khoăn về chuyện gia đình mà. Dạ vâng, thế năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi đấy ạ? Năm nay tôi 62 tuổi. À, 6. Chồng mất lúc tôi mới 40 tuổi, nuôi 3 đứa con, bây giờ thì lo. Rồi các cháu cũng có vợ, có chồng rồi, nhưng mà có con dâu thứ hai, nó bỏ gia đình, nó đi 3 năm rồi. Vâng. Bây giờ tôi nuôi 2 cháu, một đứa 7 tuổi, một đứa 5 tuổi, rồi nó đem về ngoại Hà Tĩnh. Vâng. Xong rồi con trai thì cũng không muốn cho mẹ đi đón con về. Vâng. Rồi tôi cũng nhớ cháu, rồi tôi cũng lo, cũng buồn, nhưng mà tôi muốn gọi cho thông gia để nói chuyện, trình bày đầu đuôi câu chuyện rồi đón con đón cháu về, nhưng mà thông gia lại cũng không nghe lời, cũng không cầm máy, cũng không tiếp chuyện với tôi, rồi con dâu thì cũng không liên lạc, rồi cũng không cho liên lạc với cháu, nên tôi buồn. Rồi tôi đêm khuya rồi tôi cũng cứ nghe câu chuyện tình yêu, rồi tôi cũng thấy là chuyên gia tư vấn nhiều trường hợp nên thấu tình đạt lý lắm, nên tôi cũng muốn trình bày câu chuyện thì nhờ chuyên gia tư vấn dùm. Dạ vâng. Thế là chị có đông con nhiều cháu chưa ạ? Tôi có 2 con trai, 1 con gái. Rồi, thế cái cô con dâu mà mang 2 cháu của chị đi là của con dâu thứ mấy đấy ạ? Con dâu thứ 2 ạ. À, thế thì cậu trưởng thì có gần bà nội không? Cậu trưởng thì cũng ở gần. Lúc cưới con dâu thứ 2 thì cháu vẫn đang ở nhà với tôi. Xong rồi thì cháu thấy cưới em rồi thì cháu cũng nghĩ biểu thôi. Ở chung cả trong nhà thì cũng lo chặt chẽ. Rồi va chạm đó thì cháu cũng lo, rồi vợ chồng cũng mua được tí đất riêng ra là cách 2 cây số. Thế bây giờ cậu thứ 2 thì đang ở đâu? Cậu thứ 2 giờ đang đi làm ở ngoài Hà Nội. À, thế làm sao mà 2 vợ chồng hắn bỏ nhau? Thì là lúc đầu là con tôi lái taxi trong miền Nam, rồi cô làm kế toán thì với là khách, rồi đi gặp nhau, rồi tìm hiểu nhau thì là quê ngoại nhà cô ở Hà Tĩnh. Rồi con gọi điện về thì tôi cũng trình bày với mẹ ơi, à con ơi xa xôi mà người ta là nhà gia giáo, rồi nhà mình thì đi quê nông thôn nghèo, ta thì không có, xa xôi mẹ có biết ăn biết nói đâu mà đòi lấy xa. Thì anh bảo là mẹ cứ quan niệm vớ vẩn. Thanh Hóa với Hà Tĩnh thì cũng là quê miền Trung cũng nghèo, mẹ cô cũng làm nông nghiệp, chỉ có bố đi giáo viên thôi. Hai đứa bỏ nhau thì là tại con tôi thì không lái taxi trong miền Nam nữa, rồi về muốn kiếm vốn đi buôn kinh doanh. Thế còn cô con dâu thì vẫn đang ở trong miền Nam à? Cô con dâu thì cũng về luôn, xong rồi xin làm kế toán ở dưới thành phố Thanh Hóa. Xong rồi cứ muốn chồng thì đi lái xe thuê, còn chồng thì cứ muốn không đi làm thuê nữa, đi làm kinh doanh. Rồi với vay vốn, rồi cắm nhà cắm cửa, rồi vay vốn làm ăn, nhưng mà không may là gặp người ta lừa rồi thua lỗ vỡ nợ, thế là vợ cũng bỏ đi nốt đúng không? Vợ rồi đem con vào ngoài
ngoại ứa luôn. Rồi giờ là ý là muốn bỏ chồng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng. Vâng, xin chào chị. Nghe rõ chào, câu chuyện xin rồi. Ra tư vấn vâng. Vâng. Trước hết là chị không quá buồn. Bởi vì thực ra người trong cuộc là hai vợ chồng cậu con trai với cô con dâu. Chúng nó vẫn tưng tửng nó sống đấy. Trong kia nó vẫn đi làm đi ăn, nó nuôi con đấy. Có ông bà ngoại bên này, con nhà mình vẫn đi làm đi ăn. Mình là bà nội. Chị rất là may mắn, nhiều người khác còn có mỗi một cô con dâu. Nó còn ở cùng với mình, nó còn ra lườm vào nguyết, thậm chí nó còn bạo lực, nó đánh cả mình. Đây thì mình nói thế chứ cũng có con dâu cả, con dâu bên giai trưởng, cũng có cháu nội rồi, cũng có cháu ngoại rồi. Còn thì cậu út thì cũng hy vọng là út ít ở với mẹ đúng không? Rồi vợ chồng nương tựa sau này trông coi mẹ. Thế nhưng mà thôi thì không may bây giờ đấy, các em nó đi làm ăn xa rồi, nó cứ nghĩ đơn giản là cứ có tình yêu thì có tất cả rồi nó lấy nhau. Nhưng mà rồi có những chuyện nó xảy ra mà nó không ở lại được với nhau. Trước hết phải nói thế này, hiện nay nó chưa ly hôn thì vâng, hai đứa nó vẫn là vợ chồng. Con dâu thì cứ nói rồi anh về anh lấy vợ đi, tôi không về đất Thanh Hóa nhà anh. Bà nội hoàn toàn có thể cùng với bác cả, với bố cháu Tết vào chơi, có tí quà Tết, con gà với vài cân gạo nếp thăm thông gia. Mình các cháu nó hư chứ mình có hư đâu. Mình vẫn cứ người lớn với nhau mà. Và chúc Tết thăm sức khỏe ông bà, buồn lắm cơ đấy, từ ngày các cháu nó, chúng tôi cũng là bố là mẹ, chẳng ai xui con mình bỏ vợ bỏ chồng, nhưng chúng nó ăn ở với nhau nó chưa được, thế thì các cháu nó vào đây với ông bà, nương nhờ ông bà. Mình phải cảm ơn thông gia, người ta ít nhất nuôi cháu nội cho mình bao nhiêu tháng nay. Tôi rất muốn cảm ơn nhưng mà thông gia gọi điện lại không cầm máy thì thôi, không biết tôi vào rồi người ta có mở cửa cho tôi hay không. Mình cứ có lòng đi đã, cứ ngồi đấy mà sợ. Người ta gọi điện, thực ra người ta cũng chẳng biết mình là ai, có khi người ta không lưu được số điện thoại. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là mình cứ làm đàng hoàng đi. Người ta ngày Tết đầu năm không ai, người ta đuổi ra mình ra khỏi cửa, thấy có bà nội cháu này, bố cháu này, lại có bác cả này, từ Thanh Hóa vào đến Hà Tĩnh như là mình một chuyến du lịch thôi. Thế là thăm thông gia, cảm ơn thông gia. Người ta thấy mình tử tế nghĩa tình, sau đấy người ta mới tư vấn cho con gái người ta chứ. Thôi chúng mày thế nào chứ tao thấy bà cũng tội mà bà ấy thương các cháu, rồi gia đình người ta cũng nề nếp chẳng hạn. Phải có cái gì đó để mà người ta còn muốn quyến luyến, người ta còn muốn tư vấn cho con người ta quay trở lại. Thế còn bây giờ cứ thỉnh thoảng chỉ có ngồi đấy mình nhớ cháu mình, xong rồi đòi gọi điện, xong rồi ông ơi ông chuyển điện thoại tôi nói chuyện với cháu tôi à, đúng không? Người ta sẽ thấy rằng là người ta đang trách mình là vô trách nhiệm đấy. Bây giờ nó chán là nó đưa con nó về nhà ngoại mà bà nó cũng thấy có mặt đâu, rồi bố nó cũng có thấy thò mặt vào đâu, tức là con trai mình ấy cũng có thò mặt vào đâu, người ta lại ở trong bố kia nó thì vẫn vào liên tục, bố nó lái xe cho nên là thỉnh thoảng vẫn vào thăm, nhưng mà bà nội muốn bảo là cho mẹ đi vào thăm cháu với mẹ nói chuyện đầu đuôi, thì bây giờ nó lại quay lại nó bố bà có biết ăn biết nói mà vào đó. Thế thì mình cứ nói thế nào mình nghĩ, nói từ tấm lòng ra thôi, cần gì phải ăn nói hay ho đâu, đúng không? Vâng, cứ thì nghĩ lúc đầu nó không về thì nó cứ giục mẹ đi hỏi cho kỳ được, rồi mình mẹ với anh em cũng vào cũng hỏi cũng chuyện trò lẽ nghi, rồi hẹn nhau vào Sài Gòn cưỡng cho nó. Bây giờ nó có cháu mình nuôi mình chăm mãi, bây giờ đùng đùng nó bỏ nó đi, nó đem cháu đi. Thôi chả làm sao, chả con nó nuôi vợ chồng mình này. Mình mừng cái là mình ông ấy mất sớm, thế mà mình một nách nuôi ba con, giờ dựng vợ gả chồng cho đủ cả ba đứa. Ơn trời cho đến giờ mình còn khỏe, mình minh mẫn, thế là chưa phải nương nhờ chúng nó là tốt quá rồi. Thế còn thì đời cua cua máy, đời cái đào, chúng nó thương nhau, nó ăn ở tử tế thì nó được hưởng, còn thì không thì chúng nó tự thu xếp lo lắng, mình lo được đâu. Mình nhớ cháu thì gửi cho bà cái ảnh, hoặc là đấy trường hợp là bà cứ vào thăm và chơi cũng được chứ làm sao. Tôi nghĩ rằng là vấn đề nhất lớn nhất chính là hai cô cậu ấy phải bàn nhau cái cách, không thể chung sống kéo dài, sống một cách mà cứ mỗi người một nơi kéo dài được. Nếu ở được với nhau thì phải đoàn tụ, phải bàn nhau để thống nhất các cái lối sống, còn nếu không thì phải chia tay, phải chia tay đàng hoàng. Tôi nghĩ rằng là con trai nhà chị cũng có vấn đề cần phải suy nghĩ đấy. Cô con dâu cô ấy bàn rằng là thôi cứ đi lái xe thuê được đồng nào nó chắc đồng ấy. Thời buổi này kinh doanh thứ nhất là phải có vốn, thứ hai là không phải chỉ có vốn đâu, nó còn phải có đầu óc nữa chứ không phải là không. Đúng rồi, còn phải có trình độ nữa. Cho nên chứ không phải là cứ
anh em cũng can ngăn, rồi vợ anh cũng can ngăn, nhưng anh không nghe, anh cứ đấy, bắt tôi cắm nhà, không cắm nghe cửa, cắm nhà cắm cửa mà xong rồi mất tiền mất bạc, cuối cùng thì vợ người ta bực cũng phải thôi. Bây giờ ngộ nhỡ mà có không trả được nợ vay ngân hàng vài trăm đến ngày đến tháng, người ta đến người ta tịch thu luôn nhà người ta, cái hoặc là vay ai người ta cũng đến người ta đòi, thì có khi còn mình còn mất cả nhà cả cửa, mà vợ thì không muốn liên lụy nữa thì cô bỏ cô đi để cô yên thân. Nhưng mà nhiều trường hợp vợ con người ta chồng người ta bài bạc rồi này kia tủ tội, người ta vẫn ở lại, người ta nuôi con, người ta lo liệu gia đình được. Nhưng con dâu tôi cũng mới thấy mấy trăm bạc nợ là lo rồi bỏ luôn. Vài trăm chứ, rồi với cái tính người mà cứ ngang tự ý, mình không biết mình là ai, rồi có khi rồi lại tiền tỷ đến nơi. Con dâu nhà mình, cô ấy khôn, cô ấy tìm đường, cô ấy lo cho thân cô còn lo cho hai đứa con. Chứ vớ phải cái ông mà lại cứ chưa làm lính, đã làm thợ đã cứ đòi làm chủ thì cũng chết đấy. Thế cho nên là ở đây mình cũng phải nhìn nhận là phía con trai nhà mình cũng có những bước đi nó không chắc chắn, khiến cho phía nhà gái người ta cũng thấy bấp bênh nhá. Thế thì mình cứ mừng với cái việc là mình cũng đang... Con trai tôi thì nói can ngăn nó cũng không nghe từ lúc đầu rồi. Vâng. Mà chờ của gia đình thì con dâu cũng phải can đảm lên. Thứ nhất là con trai bác cũng không phải là cái người tốt đẹp gì. Bây giờ con trai mình đã phá gia chi tử như thế rồi, nuôi làm sao được nữa. Nếu mà thương nhớ cháu thì hoàn toàn chị có thể thuê một chuyến xe về Hà Tĩnh thăm các cháu rồi lại lên nhá. Cảm ơn anh Đinh Đoàn.